nhiều quan niệm, nhiều định nghĩa và nhiều cách nhìn, và cũng đa phương diện, mỗi người nhìn một cách. Thí dụ như có thể điều này là khổ đau của một người, nhưng mà sẽ là niềm hạnh phúc của người khác. Nỗi buồn của người này, nhưng mà nó có thể là niềm vui của người khác. Đến giờ phút này thì chúng tôi cũng nghiên cứu rất nhiều về cái định nghĩa của cái sự hạnh phúc. Hai chữ hạnh phúc có nhiều định nghĩa lắm. Có nhiều người nói định nghĩa hạnh phúc là gì? Có người đơn giản nó được ăn ngon mặc đẹp là hạnh phúc. Được sống trong một cái điều kiện nhiều thuận duyên may mắn là hạnh phúc. Hoặc là được nhiều người thương là hạnh phúc. Hoặc là có nhiều tiền của tài sản vật chất là hạnh phúc. Vân vân và vân vân. Mỗi người định nghĩa. Nhưng mà tụ trung thì chúng tôi có một cái định nghĩa nó theo bản cá nhân của chúng tôi. Có thể hiểu như thế này. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là những gì chúng ta lựa chọn. Thí dụ như cái điều đó mình đối với mình chọn, thì cái điều đó đối với chúng ta là hạnh phúc. Người khác họ không chọn. Chúng tôi chỉ nói vui như vậy thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn đến với đạo tràng chúng ta một cái nhìn, đó là quan niệm của Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau như thế nào. Mới là cái điều mà quan trọng nhất, nội dung chính của cái bài giảng hôm nay. Chúng tôi cũng mong rằng quý vị sau khi ngồi tịnh tâm 5 phút rồi, có sự chuẩn bị an tịnh thân tâm rồi, và giờ phút này chúng ta phải có sự tập trung để lắng nghe cái bài giảng này. Khổ đau và hạnh phúc. Vị ngọt đắng khác nhau trong thực tánh chân đế, bản chất đều như nhau. Hạnh phúc thì ẩn nước mắt, khổ đau thì ẩn nụ cười. Nước mắt và nụ cười đều chỉ là cảm xúc. Tất cả là pháp tướng, theo nguyên lý vận hành, xoay vần không rồi có, hết diệt rồi lại sanh. Tất cả là pháp hữu vi, không vững và không bền, chả có gì đáng giữ, buồn xả lòng nhẹ tên. Cho phép chúng tôi mượn cái nội dung của cái bài thơ này để làm cái nội dung chính chúng tôi sẽ chia sẻ Phật pháp đến quý vị trong buổi sáng hôm nay. Nhưng mà trước khi chia sẻ, chúng cho phép chúng tôi nói lời xin lỗi nếu trong khi trình bày có điều chi sơ sót, không đúng với cái quan niệm của quý vị ở đây, thì xin quý vị cũng từ bi hỷ xả cho. Vì đạo Phật của chúng ta là đạo gì? Đạo Phật, đạo là đạo từ bi và hỷ xả. Suốt đời tôi mãi đi tìm, cố tìm hạnh phúc, gặp nghìn đắng cay. Suốt đời tôi vẫn mê say, đi vào cuộc sống hai tay ôm đờm. Suốt đời như kẻ mất hồn, chạy theo danh lợi, si tôn bạc tình. Rốt cuộc xét lại lòng mình, tìm hoài không thấy an bình nội tâm. Chừng nào dứt hết mê lầm, lợi danh tỉnh thức thì tâm hết phiền. Chừng nào coi nhẹ bạc tiền, không tham biết đủ tâm liền an nhiên. Gió đời thổi vẫn bình yên, tìm ra hạnh phúc triền miên nơi mình.
Tham vỗ tay. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay trong đạo tràng này là chỉ có một việc duy nhất, đó là gì? Vỗ tay. Mà để nhắc không à, quý vị có thường nghe nói rằng là một người nói giỏi không bằng một người giỏi lắng nghe. Mà quý vị nghe làm sao cho trở thành cái người giỏi nghe, khéo nghe. Nghe làm sao mà giảng sư trên đây giảng mà nó có cái sự hào hứng. Được như vậy là đòi hỏi nơi quý vị phải nghe như thế nào. Ngồi mà sủi lơ nghe thì không được rồi. Ngồi mà nghe điều gì cũng đồng ý hết trơn cũng không xong. Cái đó thuộc dạng là con cháu ông hội đồng gật á. Nói gì cũng gật hết, nói cái gì cũng đồng ý hết á. Đến chừng soi lại thấy đang ngủ gục. Để cho quý vị thêm không khí sôi động vui vẻ trong cái thời nghe pháp này, vậy quý vị cho phép chúng tôi xin được hát một bài tặng quý vị. Bài hát này là mang tính chất là món quà tinh thần gửi tặng đến các Phật tử thân thương của chùa Bà Đa chúng ta. Vì sau thời gian dịch bệnh, lý do dịch bệnh ngưng sinh hoạt, hôm nay chúng ta trở lại. Và trong khi trở lại vậy với một cái không khí rất là sôi động, cũng như là chúng ta mở màn cho cái chương trình tu học cho năm 2022 này về và những năm về sau, để cho nó có cái không khí sinh động vui tươi sôi nổi, để cho các khóa tu sau được nhiều người về đây tu. Đồng ý không nè? Cho đồng ý thì cho rằng vỗ tay. Bài hát có tựa đề là Niệm Phật. Xin được phép bắt đầu. Quý vị chuẩn bị đón nhận quà nha. Lòng thành xin dâng triều mến, làm lành sẽ sống bình yên, mỗi ngày phát huy tâm lành cho cuộc đời bừng lên mầm sống. Lời thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chăm, lúc ngồi đứng đi khi nằm, càng tinh tấn mà xa mê lầm, quay về bờ giác mà nương, đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, an vui suốt đời người ơi. Làm lành mà xa điều ác, đạo vàng soi sáng mười phương. Nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Hai ba, lòng thành xin dân triều mến, làm lành sẽ sống bình yên, mỗi ngày phát huy tâm lành cho cuộc đời bừng lên mầm sống. Lời thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chăm, lúc ngồi đứng đi khi nằm, mà càng tinh tấn mà xa mê lầm, quay về bờ giác mà nương, đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, an vui suốt đời người ơi. Làm lành mà xa điều ác, đạo vàng soi sáng mười phương. Nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn.
nhớ thương những tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Có đủ sôi động để nghe pháp chưa? Có xóa đi được sự hôn trầm thủy miên không? Mà hỏi cụ thể là có tỉnh chưa đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trở lại cái đề tài của chúng ta hôm nay là có hai vấn đề chính, đó là khổ đau và hạnh phúc. Thì thường thì con người chúng ta là rất sợ sự khổ đau và mong cầu sự hạnh phúc. Cho nên mới có một câu hồi nãy chúng tôi nói là suốt đời tôi mãi đi tìm, nhưng mà cố tìm hạnh phúc thì gặp nghìn đắng, đắng cay. Tại sao vậy? Là bởi vì theo nguyên lý của cái pháp đối đãi thì người ta nói một câu như thế này là hạnh phúc đồng nghĩa với khổ đau. Mình nghe nó phi lý, không có văn phạm. Hạnh phúc là hạnh phúc, khổ đau ở đâu mà tại sao đồng nghĩa? Nhưng mà đồng nghĩa trên cái nghĩa gì? Nghĩa bóng đúng không? Khổ đau và hạnh phúc vị ngọt đắng khác nhau, trong thực tánh chân đế thì bản chất đều như nhau. Tại sao chúng tôi nói là trong cái thực tánh của pháp chân đế bản chất đều như nhau là gì? Sao? Là vì có vui thì sẽ có buồn, có sướng, có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử tử sanh, xuân qua hạ tới thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Có là hai cái vấn đề này, nếu mà chúng ta hiểu trong cái pháp chân đế thì nó là một, bởi vì nó có sự đối đãi giống như ánh sáng và bóng tối. Chúng tôi xin hỏi quý vị, nếu như không có bóng tối thì quý vị có biết ánh sáng không? Nếu không có khổ đau thì quý vị có thấy được hạnh phúc không? Vậy là chính nhờ khổ đau mình mới thấy được hạnh. Nhờ có khổ đau cho nên ta mới thấy hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào ta mới tìm về bến giác. Cái gì có nghe câu là phiền não tức bồ đề không? Như vậy khổ đau và hạnh phúc này ở một góc độ nào đó của một cái pháp chân đế thì chúng ta thấy nó là một. Nhưng mà không hiểu tại sao thì mình rất sợ khổ đau mà mình lại rất thích hạnh phúc. Hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị thấy được cái lý do mâu thuẫn. Tại sao hai cái này là một mà mình lại chọn cái hạnh phúc mà lại sợ khổ đau? Mà hãy đồng nghĩa chọn hạnh phúc thì sao? Thì đồng nghĩa chúng ta phải có khổ đau. Chúng tôi nói có sách mách có chứng, là chúng tôi dẫn dụ cái bài kinh Vô Ngã Tướng Lakkhana Anatta Lakkhana, tức là bài kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật dạy. Này chư tỳ khưu, sắc là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Này chư tỳ khưu, cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Đức Thế Tôn, đó là khổ. Cái gì là vô thường khổ, có nên cho đó là ta, là của ta không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Thọ cũng vậy, tưởng cũng vậy, hành cũng vậy, thức cũng vậy. Như vậy là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường. Mà cái gì vô thường là khổ. Và cái gì vô thường là khổ thì không nên cho đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Còn mình thì ngược lại. Nghe cho kỹ. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là cái thân này, là cái ngũ uẩn này nghe. Cái thân này mình gọi là thân người, nhưng mà theo Phật giáo gọi là gì? Thân ngũ uẩn. Ta có cái thân ngũ uẩn này, mà ngũ uẩn thì gồm có năm thành phần hay năm cái khối hợp lại. Thì gồm có thứ nhất là gì? Sắc uẩn, uẩn là khối nha. Thứ hai là gì? Thọ uẩn. Thứ ba là gì? Tưởng uẩn. Thứ tư là gì? Xem ru vậy? Hành uẩn. Thứ năm là gì? Thức uẩn. Thấy dưới im ru và ru mà chúng tôi hiểu rồi đó. Học Phật lâu nay mà hỏi ngũ uẩn là gì, kể hoài không ra.
Trong kinh Đức Phật Ngài dạy nó có ba loại trí tuệ. Cái loại trí tuệ thứ nhất á, là như cái lô lật úp vậy đó. Quý vị thấy hình ảnh cái lô lật úp á, nước mưa nó có vào giọt nào không? Không. Cái loại trí tuệ thứ hai là giống như trí tuệ bắp dế vậy đó. Hiểu bắp dế không? Giống cái bắp dế con người mình nè, mình ngồi thì mình để đồ được, nhưng mà đứng lên thì sao? Nó rớt mất tiêu rồi. Không tin chúng tôi để cái điện thoại lên bắp dế đi, rồi đứng lên thử đi, nó rớt mất tiêu hết rồi. Đó là cái loại trí tuệ thứ hai. Cái loại trí tuệ thứ ba là gì? Như cái lưu lật ngửa vậy đó, nó sẽ hứng được được nước. Sau khi nghe ba loại trí tuệ rồi thì xét mình thuộc loại trí tuệ nào. Tự nhận đi, tự thú trước bình minh đi. Loại nào? Như cái lưu lật úp hay là như bắp dế? Ở đây trả lời như bắp dế. Đây là câu trả lời thật lòng đó. Tôi ngồi đây nghe chúng tôi nói thì biết, nhưng mà rồi đứng lên cái thôi của thầy còn trả cho thầy. Vậy chứ mà mời đi nghe pháp không chịu. Nghe rồi, nghe hoài ngán quá. Hai cái lớp đầu tiên của người nghe pháp là: đầu tiên là nghe được những pháp chưa từng nghe, thứ hai là thấm nhuần các pháp đã từng nghe. Mình mới nghe đi nghe lại mới nhớ chứ. Bây giờ quay lại nhớ giúp cho tôi, ngũ quẩn gồm có mấy gì nè? Sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Năm cái quẩn này nó hợp lại thành một cái con người, cái gọi là chúng sanh. Mà cái thân này, ngũ quẩn này nó vô thường hay nó thường nè? Nó vô thường. Mà cái gì vô thường là khổ hay lạc? Như vậy thì cái thân này là khổ hay lạc nè? Là khổ. Tại mình thấy nó lạc thôi chứ nó là khổ. Mà cái gì là vô thường là khổ thì có nên cho đó là ta, là của ta không? Mà mình là cho đó là gì? Là mình nè nghe. Thân tôi, tài sản của tôi. Cho nên kinh pháp cứu Đức Phật dạy rất hay là gì? Thân ta, tài sản ta, nghĩ thế người ngu khổ. Chính thân còn không có, còn đâu tài sản đâu. Con ta tài sản đây là nghĩ quấy. Mình nghĩ gì là nghĩ quấy đó, nghĩ là sai đó. Người ngu khổ, chính thân còn không có thì con đâu tài sản đâu. Có gì vậy chúng tôi coi, thân này không có. Cái thân mình không có thì con đâu tài sản đâu. Cho nên mình không có nhận thức được khổ đau là gì. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị phải thấy được khổ đau là gì. Vì trong khổ đau nó có hạnh. Người nào mà hiểu được khổ đau thì sẽ thấy được hạnh, hạnh phúc. Ở trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy cái đế thứ nhất là cái chân lý thứ nhất. Đế là gì? Là sự thật, là chân lý nghe. Chúng tôi dùng cái từ đế cho quý vị dễ hiểu là cái đế thứ nhất, tức là sự thật thứ nhất hay là chân lý thứ nhất. Đó là gì? Chân lý về khổ. Thì trong đó gồm có gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sao nhắc bài hoài vậy? Phải học cái này. Thấy không nè? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bắt đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tấn hội khổ. Nói tóm lại là chấp năm quẩn này là của mình á, là khổ. Thì mình thấy bát khổ này mình có đủ không? Đủ. Sanh cũng có, già cũng có, bệnh cũng có, rồi chết cũng có, cầu bắt vân vân. Tức là mình này là hiện thân của cái khổ. Nhưng mà mình muốn chạy trốn cái khổ này. Đó là mình đi tìm cái vui. Mình tìm cái vui trong cái khổ thì cái vui lại tiếp tục có cái khổ nữa. Cho nên là thiên hạ tranh nhau nói khổ vui. Có chi là khổ, có chi vui? Vui trong tham thì vui đó khổ đó, mà khổ để tu hành thì khổ đó vui. Nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài khổ với vui.
Hôm nay chúng tôi muốn quý vị là phải làm sao giữ cái tánh không vui khổ. Tại cái nguyên lý pháp đối đãi, hãy có vui thì sẽ có buồn đó, có hạnh phúc thì sẽ có khổ, khổ đau. Hạnh phúc thì ẩn nước mắt đó. Quý vị có đồng ý với chúng tôi là trong cái niềm vui nó kế bên lại nỗi buồn đó. Cho nên kêu là hạnh phúc là ẩn nước mắt, mà khổ đau thì ẩn nụ cười. Khổ tận cam lai đó, tức là tận cùng của cái đáy khổ, của cái khổ là hạnh phúc đó nghe. Tận cùng của cái khổ là niềm vui, tại vì nó hết khổ rồi, nó khổ quá rồi, nó khổ của tận đáy rồi. Thì đối với mình bây giờ một cái chút gì đó là vui thôi chứ không có khổ nữa. Cho nên cái nguyên lý này hôm nay chúng tôi quý vị là phải, Đức Phật dạy khổ đế này cần phải liễu tri. Đó, hôm nay chúng ta phải nhận diện cái khổ đế này qua một câu rất đơn giản. Đời là đau khổ nên răng đau là phải nhổ. Đời là bể khổ nên nhổ răng là phải đào thôi. Học câu này đi. Mình mượn cái nghĩa bóng thôi. Chúng ta đang nói cái thân này. Thấy không? Đời là đau khổ nên răng đau là phải nhổ thôi. Mà đời là bể khổ nên nhổ răng là phải đau, chứ bây giờ nhổ răng mà không đau thì sao được. Hãy mang cái thân này thì phải khổ. Đúng không nè? Mà mình thì không thấy được cái khổ cho nên mình sợ khổ, rồi sợ khổ cho nên mình mới thở than. Sao thở than khi biết là giả tạm? Sao chán nản khi biết rõ là vô thường? Bỏ hận thù để nhận lấy yêu thương, bỏ vấn vương để thấy lòng thanh thản. Như vậy thì mình phải tập bỏ bớt cái hận thù, bởi khổ đau là dễ sanh hận thù lắm, trách móc dữ lắm. Khi mình khổ cái là mình tìm cách để mình trách à. Có người dở thì trách tha nhân, trách hoàn cảnh. Còn cái người giỏi hơn chút là trách mình. Nhưng mà cũng khổ. Thì bây giờ mình không trách nữa. Không trách tha nhân, cũng không trách mình nữa. Ví dụ cái người mà dở thì hay trách người khác lắm. Trách mẹ, trách cha, trách đủ hết. Trách hoàn cảnh, tại sao như số phận, sao như thế này vân vân. Có người cái thông minh hơn chút nói trách tại mình, nhưng mà cũng còn trách. Bây giờ làm sao mình không còn trách nữa? Đã biết vô thường thì không có phiền não nữa. Đã biết phiền não thì không có khổ đau. Đã biết khổ đau thì không có trói buộc. Đã biết trói buộc thì hãy buông đi. Mình thì không chịu buông. Mình biết vô thường mà vẫn phiền não hàng ngày. Mình biết đó là phiền não mà vẫn khổ đau hàng ngày. Mình biết đó là khổ đau nhưng mà mình vẫn trói buộc nó. Hồi nãy chúng tôi có ví dụ đó. Bây giờ mình thấy cái hoa này nó vô thường không? Cái hoa này dễ thấy nhất đấy. Hoa kia sớm nở chiều tàn đó. Đời người ngẫm lại một làn gió qua à. Mới đầu xanh là kế đã bạc đầu rồi. Mới sưng xanh đó thì già nua đó. Cho nên mình nhìn cái hoa nè. Có gì có nghe ta nói là hoa kia sớm nở chiều tàn không? Nay tươi đó chứ mà qua mai thì biết nó héo liền. Thì cái đời người của người mình nè, ngẫm lại như một làn gió vậy, nhanh lắm. Thì bây giờ cái hoa này nó vô thường, nhưng mà do mình cảm nhận nó đẹp cho nên mình giữ nó. Mình đưa tay mình nắm nó thì đồng nghĩa với mình nắm cái gì? Mình nắm cái vô thường. Mà vô thường là đồng nghĩa với khổ đau. Như vậy thì mình nắm cái vô thường là nghĩa là mình nắm cái gì? Cái khổ đau. Mà Đức Phật dạy rất rõ, mà tại vì mình nghe rồi mình không có chịu liễu tri, không chịu giác ngộ, cho nên mình sanh ra cái khổ đau. Nhưng mà nói đi rồi phải nói lại, đó là chúng tôi nói trên cái pháp chân đế một cách rốt ráo. Nhưng mà bây giờ chúng tôi sẽ nói sang một cái pháp tục đế. Đó, nó phải có cái pháp tục đế nữa. Tức là một cái pháp cho bậc đã giác ngộ và một cái pháp cho cái người tu trên con đường giác ngộ. Thì chúng ta đang trên con đường tu tập để giác ngộ thì chúng ta phải trải qua ba cái giai đoạn. Nghe cho kỹ cái chỗ này để mà tu nè. Giai đoạn đầu là mình không biết đạo, mình không biết gì về đạo hết.
Thì tối ngày mình chỉ mơ cái quả, quả lành. Mình mơ cho mình được may mắn, mình mơ cho mình hên nhiều hơn xui, mình mơ cho mình được nhiều hơn mất, mình mơ cho mình có nhiều hơn không. Đồng ý không nè? Tức là thường mình không biết đạo đó, mình mơ dữ lắm. Mình mong cầu làm sao cho con may mắn hơn người khác, làm sao cho con giàu có hơn người khác, làm sao cho con á, là hên nhiều hơn xui, được nhiều hơn mất. Mà quý vị biết hai câu được và mất á, mình mong như vậy á, là trong lòng mình đã có cái tâm ganh tị và bỏng sẻn rồi đó. Hôm nay cho phép chúng tôi định nghĩa thế nào là ganh tị và thế nào là bỏng sẻn cho quý vị thấy là mình có hay không. Mình chỉ cần mình mong mình được nhiều hơn mất là trong đó đó mình bỏng sẻn ganh tị. Thế nào là ganh tị? Ganh tị là gì biết không? Là mình không muốn người khác được cái gì. Còn bỏng sẻn là gì biết không? Là mình không muốn mình mất một cái gì nữa, chứ không phải là bỏ đâu. Sợ mất không? Sợ. Đi tu có cái túi đồ để cái bên nó cũng phải dòm dòm nữa, sợ cái bà cái bên nó cầm lầm nữa, cầm nhầm, sợ. Đi ra tắm biển để cái đôi dép ở trên với cái túi trên cũng phải dòm ngó muốn chết luôn vậy đó. Xuống biển rồi mà cái dòm lên bờ không à, không dòm đâu. Sợ ai đi ngang sát cái vỏ đồ của mình. Như vậy thì mình còn cái cổn xẻ đó. Hiểu không? Ganh tị là mình ganh tị là mình không muốn người khác họ được cái gì. Là ganh tị. Và bỏng sẻn không phải là mình ích kỷ, mình keo kiết đâu, cái đó đã quá rõ rồi. Nhưng mà trong tâm mình có một chút sợ mất một cái gì đó là bỏng sẻn đó. Cho nên ngày nào mình cũng ganh tị bỏng sẻn. Vì vậy khi chưa biết đạo thì chúng ta chỉ mơ cái quả lành không à, mơ cái điều may mắn, mơ cái thuận duyên, mơ cái điều tốt đẹp đến với mình. Nghe cho kỹ cái chỗ này. Nhưng mà biết đạo rồi, nghe nghe, cái tự biết đạo rồi nè, là mình không mơ quả lành nữa, mà mình mơ cái gì? Mơ nhân lành. Mơ nhân lành nghe. Thì bây giờ mình chỉ mơ làm sao là thầy trụ trì chùa Bà Đa là phải mở khóa tu nhanh nhanh để mà mình đến đây mình tạo cái nhân nhân lành. Mình đến đây mình tu là mình tạo nhân lành với Phật Pháp mà, đúng không nè? Chứ mình không có mơ là mở cửa ra để đi du lịch, không phải. Nghe nhà nước mở cửa cho đi đứng tự do mừng muốn chết, hỏi mừng cái gì? Đi du lịch là không được. Mà mình phải mơ cái nhân lành, là mơ cái điều kiện để mà mình được làm lành, mình được tu học, thì đó là mơ cái nhân lành. Nếu mà trước đây một tháng là ở nhà thắp nhang cái cầu nguyện cho thượng tọa trụ trì Thích Thông Đạo mở chùa, cửa chùa mau mau để con vô con tạo cái nhân lành đó. Ngày hôm nay là mình đã mơ như này nè, thì mình biết đạo rồi thì mình mơ nhân lành chứ mơ quá lành. Nhưng mà biết đạo rốt ráo rồi đó, nghe cho kỹ nha, biết đạo rốt ráo rồi đó thì chúng ta nhìn cái nhân lành và quả lành á bằng một cái tâm gì? Chánh niệm, tỉnh giác, thức tỉnh rõ ràng và không dính mắc, hay gọi là buông bỏ đó. Lúc đó nó cao hơn rồi. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là bởi vì chúng tôi ví dụ thế này nè, khi mình ở ngoài khơi biển á, mình đang lặn hụp dưới biển á, thì mình mơ là mình có được cái phao, cái bè, cái tàu đó, chúng ta đang mơ cái nhân lành đó, là phước báo đó, là công đức đó. Khi mình có cái phao, cái bè, cái tàu rồi thì mình hướng đang về đâu? Mình hướng về bờ. Nghe cho kỹ, mình hướng về bờ. Và khi mình được lên bờ rồi thì nhớ giùm chúng tôi nghe, là nhìn cái bè, cái phao và cái người lặn hộp đó bằng một cái tâm là không có muốn nữa. Chứ không phải là lên bờ rồi dắt cái bè đó đi ngơi trên bờ. Người ta nói không giống người khùng quá. Dắt cái bè trên bờ đi ào ào vậy đó. Cái bè này để mình vượt qua cái bể khổ thôi. Nhớ chưa? Rồi bây giờ đọc lại hai câu này cho vui coi. Đời đau khổ, đọc lại. Nên răng đau là phải nhổ. Đời là bể khổ, nên răng nhổ là phải đào. Chúng tôi nói vòng vòng vậy là khổ đau hết. Là bởi vì sao?
nghèo cũng khổ, mà giàu cũng khổ đó. Xấu cũng khổ, mà đẹp cũng khổ. Nói tóm lại thì ai cũng khổ, mỗi người khổ một cách, đúng không nè? Chứ đừng có tưởng nhìn ở dưới nhìn lên chắc sư chánh định sướng lắm à. Chắc thầy thông đạo sướng lắm à. Thật sự cái sự thành công của mình á là mình đánh đổi cái khổ đau này sang cái khổ đau khác thôi. Không tin chúng tôi minh chứng cho quý vị. Khi mình mới vào chùa tu á, mình là điệu á, thì mình nhìn cái vị trụ trì sướng lắm. Tại vì điệu phải chấp tác làm nhiều quá, cực. Nhìn thấy thầy trụ trì sướng quá à. Cái ráng tu, thấy cái hạnh thầy trụ trì mình ráng mình tu. Tu được 20 năm sau cái lên làm trụ trì. Thì lúc bấy giờ khi mình lên làm trụ trì rồi đó, thì nhìn lại cái thấy cái ông điệu mới vô tu, ông sướng quá à. Cho nên mới có một câu là trụ trì khổ lắm ai ơi, làm dâu trăm họ người đời khen chê, tối ngày tất bật bộn bề đói no ai biết não nề ai hay, một mình lo chuyện dựng xây, quét chùa nhổ cỏ trồng cây lau nhà, gạo cơm điện nước bôn ba trụ trì lo chạy kiếm tha mang về. Khổ không? Khi mình làm điệu á thì mình nhìn thấy cái hình ảnh gì trụ trì sướng. Nhưng mà khi mà làm trụ trì rồi đó, thì mình nhìn ngược lại cái người làm điệu sướng. Mà cụ thể như ở ngoài mình đi làm, lúc mình làm nhân viên á, thì mình thấy ông giám đốc sướng lắm. Mình phấn đấu, cố gắng. Khi lên làm giám đốc á, trời ơi, tới ngày cuối tháng trả lương nó nhức đầu lắm. Còn cái ông nhân viên thì ông chỉ biết lãnh lương rồi mới về thôi. Thấy không nè? Cho phép chúng tôi có một cái ví dụ xin hỏi quý vị. Có ba người. Người thứ nhất được gọi là một cái ông chủ tịch một cái tập đoàn lớn. Và cái tập đoàn này kinh doanh nhiều nơi, lớn lắm. Ông đi một chiếc xe hơi 5 tỷ bạc. Nhưng vì ông đầu tư lớn quá cho nên ông phải vay ngân hàng vài trăm tỷ. Và người thứ hai là một ông giám đốc một công ty vừa và nhỏ thôi, đi cái xe hơi 500 triệu thôi. Nhưng mà gì cũng phải là giám đốc mà làm ăn cho nên vay ngân hàng 2-3 tỷ thôi. Và người thứ ba là một người nhân viên, nói thọ rõ luôn là công nhân, đi làm lương tháng vài triệu ở nhà trọ, nhưng mà vì biết tiết kiệm cho nên đi cái xe Honda 30 triệu nhưng mà có gửi trong ngân hàng sổ tiết kiệm 50 triệu. Hỏi quý vị ba ông này người nào sướng? Trời ai sướng? Xe hơi sướng hay Honda sướng? Trả lời lớn chúng tôi nghe coi, ai sướng? Honda sướng hả? Đâu ai Honda đứng thì giơ tay coi. Sướng không? Đâu ra ngoài đường chỗ mấy chỗ mà công ty nó tan xưởng ra cái mình đứng mình chặn lại, mình hỏi mấy người đi không dân công nhân đó, mình chặn lại hỏi ủa cô sướng không cô? Anh sướng không anh? Rồi nghe mấy người trả lời sao? Theo cái gì mấy người trả lời sao? Khổ thấy mù nồi sướng gì? Làm công nhân một chút. Xin chia buồn quý vị trật lất. Quý vị chỉ nhìn cái hiện tượng thôi. Nghe sư diễn tả cái hoàn cảnh vậy đó, cái mình nhìn vô cái hiện tượng á, mình nói cho cái người nhân viên á, công nhân sướng lắm. Bây giờ mình biết sướng hay khổ thì mình làm một cái trắc nghiệm đi. Ra trước cái cổng công ty nào đó đó, quý vị đứng đó, cầm cái micro phỏng vấn đàng hoàng nha. Công nhân mà vừa đẩy xe ra Honda mà, chị cho em hỏi coi chị có sướng không chị? Anh cho em hỏi làm công nhân sướng không anh? Rồi nghe ta trả lời. Người ta trả lời sao? Sướng hay khổ? Hả? Khổ. Nó nói khổ thấy bù đội luôn. Làm công nhân mà sướng cái gì? Chị muốn làm mà vô làm đi đó.
Xin thưa với quý vị, ba người này không ai sướng hết, đúng rồi. Nhìn theo chân đế thì không ai sướng hết. Lý do là tại sao biết không? Hiểu lý do là tại sao không ai sướng không? Lý do không ai sướng là bởi vì ba người này đều có sự mong cầu. Cái người công nhân á, đi xe hai bánh á, nắng mưa khó chịu lắm. Mặc dù gửi trong ngân hàng 50 triệu thiệt, nhưng mà mong cầu sao làm sao coi nó dư có 500 triệu để mua cái xe bốn bánh đi cho nó đỡ nắng đỡ mưa đó. Cái khổ là cái ông đó mong cầu. Còn cái ông mà ông đi xe 500 triệu thì ông nhìn cái ông chủ tịch tập đoàn á, 5 tỷ ông cũng mơ. Chạy ngang cái xe ông đó, trời ước gì mình có 5 tỷ mình mua cái xe này mình đi đó. Rồi cái ông mà 5 tỷ đó cũng đâu sướng đâu. Trời, ông phải làm cho nó có cái lợi nhuận để mà trả cái lãi suất. Như vậy thì khổ hết. Như vậy có hai cái niềm vui nghe. Một là niềm vui cuộc đời, hai là niềm vui chánh pháp. Một đàn hạnh phúc thế gian, một đàn hạnh phúc niết bàn thoát ly. Hỡi này nghiệp chướng mê si, tránh ra ta chọn đường đi niết bàn thì mới sướng. Còn chọn cái con đường kia thì vẫn khổ. Không biết nó khổ thế nào thì xin tặng quý vị một cái bài hát Bến Bờ An Vui, được viết theo cái bài nhạc đời Bến Thượng Hải. Cái bài này chúng tôi muốn minh chứng cho quý vị biết là đời thì khổ mà đạo thì vui. Ở bên ngoài là Bến Thượng Hải, nghe cái tên không là biết gì. Bon chen giành giật, chết chóc máu đổ đầu rơi, thương tâm dữ lắm. Còn nghe hai chữ là Bến Bờ An Vui. Cái thể loại nhạc này chúng tôi tạm gọi là nhạc đời mà lời đạo, để chúng ta thấy được hai cái phần rõ ràng. Một bên là đời, một bên là đạo. Một đàn thì hạnh phúc thế gian đó, một đàn thì hạnh phúc niết bàn thoát ly đó. Để cho quý vị phân định được đời khổ đạo, đạo vui. Bài hát xin được phép bắt đầu. Cho một tràng vỗ tay. Đời đau thương nào có gì là hạnh phúc khiến cho ta càng khổ đau. Trong sanh tử ta luôn đắm chìm, từ ngàn xưa biết bao nhiêu người lạc đường. Đời biệt ly tung tung tung, rồi điêu tàn tung tung tung. Nào bên lâu đã gây thêm nhiều bê dâu, bao nghiệp chướng mấy ai thoát vòng. Cuộc đời ta bấp bênh như con thuyền trôi, chớ mai tham đắm trong kiếp luân hồi. Ta nào thấy bóng hình chân ngã, tu đi người ơi, gắng sức công phu, để một mài kịp bước theo chân người xưa. Đào cho ta tung 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 vàng an lành tung tung tung, cùng xua tan nỗi ưu tư phiền não tâm. Trong gian khổ ta luôn vững bền, một lòng sinh hướng theo chân Phật quang vinh. Hai ba. Đời biệt ly rồi điêu tàn, nào bên lâu đã gây thêm nhiều bê dâu, bao nghiệp chướng mấy ai thoát vòng. Cuộc đời ta bấp bênh như con thuyền trôi, chớ mai tham đắm trong kiếp luân hồi. Ta nào thấy bóng hình chân ngã, tu đi người ơi, gắng sức công phu, để một mài kịp bước theo chân người xưa. Đào cho ta tung
tung tung, vàng an lành tung tung tung, cùng xua tan nỗi ưu tư phiền não tâm. Trong gian khổ ta luôn vững bền, một lòng sinh hương theo chân Phật quang vinh. Như vậy thì đời bớt khổ khi ta biết đạo, đời đau khổ khi chẳng biết tu. Đó, tặng quý vị hai câu này. Và cái khi chúng ta biết đạo rồi thì chúng ta chỉ mơ cái nhân lành thôi. Nghĩa là chúng ta mơ làm sao có cái duyên để chúng ta làm lành. Chúng ta mơ làm sao để chúng ta tạo cái duyên với thiện pháp hơn là bất thiện pháp. Cho nên hãy nhớ một câu khẩu quyết rằng là muốn cuộc sống bình yên, nhớ đừng gieo duyên bất thiện. Theo cái định lý nhân quả, gieo gì gặt đấy. Mình còn sanh tử luân hồi thì mình phải là thiện ác đáo đầu chung hữu báo, phải gặp. Hãy gieo cái gì thì phải. Như vậy thì muốn cuộc sống bình yên thì nhớ đừng gieo duyên bất thiện. Muôn duyên do nghiệp tạo thành, có gì phiền não để hành sát thân. Mình xét cho cùng á, khi biết đạo rồi á, nếu biết đạo rồi á thì mọi cái quả nó sanh đến với mình á thì đều phải có cái nhân. Đúng không nè? Quý vị có nghe chúng tôi thường nói rằng đâu có gì tự nhiên, đúng không? Trên cuộc đời này cả đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Cái tâm của mình nó không chịu buông xả mà nó cứ mong cầu. Đau khổ vì nỗi mong cầu, cầu mà không được, nỗi sầu lại tăng. An vui vì đã biết rằng tham là gốc khổ, cớ chi phải sầu. Nương theo giáo pháp Phật Đà, chữ tâm Phật dạy giúp ta độ trì, đến bờ giác ngộ thảnh thơi, xa rời phiền não, cuộc đời an vui. Tu hành thì phải giữ lực nghi nghe. Nam mô thì phải từ bi trong lòng, quy y thì phải y tòng, tụng kinh thì phải rèn lòng như kinh. Tu thì lời Phật phải tin, sửa cho hơn trước khi mình chưa tu. An nhiên bình thản, lòng thanh thản, cuộc sống bình an thật nhẹ nhàng. Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Nhiều khi mình đến đây mình thọ trì bát quan trai giới, mình giữ giới mình nói ràng buộc, thật chứ nó không có ràng buộc, mình rất là tự do. Bây giờ cái gì thử nghĩ là mình không sát sanh, không trộm cắp, mình không có gieo duyên bất thiện thì cuộc sống mình rất là bình yên, tự tại không? Mình không có tà hạnh, không có quan hệ bất chánh với người nào hết thì mình thấy mình có sợ sợ không, lo âu không? Rất là tự tại, tự do. Rồi không nói dối, không uống rượu, vân 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 vân. Mình giữ giới, có nhiều người nó ràng buộc mà chúng tôi thấy nó không phải là ràng buộc mà nó rất là tự do, nó ung dung trong cái ràng buộc đó, rất là tự do, tự tại. Một khi ta nói thật nè, đầu óc sẽ được thảnh thơi vì không cần phải nhớ để đối phó với đời. Nói dối thì biết. Hay không, ai cho dài vỗ tay đi. Mình nói dối là mình cứ sợ, sợ lộ tẩy á. Phải nhớ coi mình nói cái điều gì á, để mình nói cho đúng chứ để mình nói sai à. Nhưng mà khi mình biết đạo một cách rốt ráo thì hôm nay chúng tôi nâng quý vị lên một bậc. Là khi mình biết rốt ráo rồi thì mình nhìn cái nhân và quả, thiện và ác, buồn và vui đó với một cái tâm gì? Tỉnh thức, chánh niệm và buông bỏ. Đó, hôm nay chúng ta chỉ tu theo từng bước. Mình bây giờ mình chưa đạt tới mức đó. Mình chưa đạt tới cái mức là có không còn mất chẳng bằng lòng, yêu ghét hơn thua chẳng ngóng trông. Mình chưa đạt tới cái mức đó. Mình bây giờ mình còn sao? Có thì vui, mà không có thì buồn. Mình còn cái đó, bận lòng dữ lắm, bận lòng với cái chuyện có không dữ lắm. Thì nếu mà bận lòng như vậy thì chúng ta phải thấu triệt cái nhân quả để chi vậy? Tích cực làm lành. Muốn cuộc sống bình yên thì đừng gieo duyên bất thiện là nó bình yên thôi. Nhưng mà khi mình đạt tới cái mức
cái mục đích của mình cao hơn là gì? Để mình tỏ ngộ được lý vô thường. Cái gì nó cũng vô thường, mà cái gì nó vô thường thì cái đó nó khổ, mà cái gì nó khổ thì nó không phải là của mình. Tam tướng quý vị nhắc lại chúng ta là dùng có gì nè? Thứ nhất là vô thường, thứ hai là gì? Khổ, đau, thứ ba là gì? Vô ngã. Đó. Cái bước thứ nhất mà mình tu là mình tu theo nhân quả. Mình mà thấu triệt nhân quả rồi thì mình sẽ an lạc dữ lắm. Cho nên thấu muôn duyên không than phiền quán trách. Vì mình chưa thấu được nhân quả cho nên mình cứ than phiền và trách móc dữ lắm. Nhưng bây giờ mình thấu muôn duyên là có trách móc nữa không? Không. Là bởi vì sao? Mình gieo nghiệp thì mình phải trả nghiệp. Mình là chủ nhân của nghiệp mà. Gieo gì gặt nấy mà. Gieo thiện thì hưởng phước, mà gieo ác thì trả nghiệp. Mà mình trả nghiệp của ai? Của mình. Mình đâu có trả nghiệp cho các bà kế bên đâu mà sợ. Phước ai nấy hưởng mà, nghiệp ai nấy mang mà, đâu có trả giùm cho các bà cái bên đâu. Cho nên cứ an nhiên mà trả. Bây giờ chúng ta chỉ còn có, khi mà lỡ tạo nghiệp rồi thì nhớ giùm tôi là quan trọng kế tiếp là thái độ trả nghiệp như thế nào. Buồn cũng phải trả, mà vui cũng phải trả. Thì chọn cái nào? Chọn cái buồn trả hay vui trả? Chọn cái vui trả. Giống như bây giờ mình niệm sự chết vậy đó. Bây giờ giàu cũng chết mà nghèo cũng chết, đẹp cũng chết mà xấu cũng chết, mạnh cũng chết mà yếu cũng chết, trước sau gì cũng chết, vui cũng chết, buồn cũng chết. Thì chọn cái vui chết hay buồn chết? Không có gì nói à. Có ai mà nở nụ cười chết không? Cái mặt mà chết lúc nào người ta cũng lại ta đánh phấn lên cho nó tươi. Tiếc nuối, buồn phiền. Cho nên hôm nay là hiểu được lý nhân quả rồi, thấu muôn duyên không? Tức là phải vui vẻ mà trả, cái thái độ trả nó quan trọng hơn là cái quả nào. Cái quả là đương nhiên rồi. Bây giờ quan trọng nhất là mình tiếp nhận cái quả như thế nào. Đó là cái bước thứ nhất của người tu nghe. Phải quán niệm là ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận, vì nghiệp ta phải trả. Mà vui vẻ mà mình nhận á thì nghiệp nó vơi nghe. Mà sầu khổ buồn đau mà nhận nó nặng thêm. Đó là cái bước đầu mình tu. Nhưng mà sang bước thứ hai rồi thì gì? Là ngộ vô thường thì buông xả tánh mặc nhiên. Muốn buông thì phải ngộ được cái pháp vô thường của Đức Phật. Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, không có gì là trường tồn. Mà ngộ được vô thường thì nó buông xả được. Mà khi buông xả được thì mới tuyệt đối, mới đạt được gọi là niết bàn tuyệt đối. Cái niềm vui đó mới là niềm vui tuyệt đối. Chỉ cần một chữ buông thôi là ta sẽ hết một đời khổ đau. Buông đi thì giả hết sầu, buông hờn, buông giận, buông câu hại người. Buông rồi miệng sẽ cười tươi, buông rồi sẽ thấy cuộc đời nở hoa. Buông hết ta lại thấy ta, chính tâm buông đó cho lòng an nhiên. Như vậy thì nó có hai cấp bậc để tu. Cấp bậc một là gì? Quên rồi hả? Chưa biết đạo thì mơ cái gì? Chưa biết đạo chúng ta mơ cái quả lành, mơ cái điều may mắn không à? Cầu nguyện cái điều may mắn, cái điều hên cho mình không? Nhưng mà biết đạo rồi thì sao? Đúng rồi, mơ cái nhân lành giùm tôi. Bây giờ chỉ mơ, sáng mở mắt ra mơ làm sao có cái, có cái tâm mà được làm lành. Mà vì mình ở nhà mình làm lành không được, mình phải vào chùa mới làm lành được. Ở nhà khó sanh tâm thiện lắm, mà vào chùa thì cái tâm mình nó dễ sanh tâm thiện hơn.
Ở nhà thì mình hơn thua dữ lắm, bon chen dữ lắm. Nhưng mà vào chùa thì mình thấy hình ảnh Đức Phật á, cái tâm mình nó nhẹ hơn, nó dễ buông hơn. Mình là thuộc cái dạng là Bồ Tát hứng á, biết không? Cứ hứng lên tu, rồi không hứng thì không tu. Nhiều lúc cũng Bồ Tát lắm, nhìn thấy thánh thiện lắm, mà nhiều khi cũng đùng đùng tam bành lục tặc nổi lên. Vì gió nhiều ngọn thì khó nhen được lửa, vọng lắm điều thì khó mở được tâm. Xưa nay trong chốn thiền lâm nè, thấy quá trời, tu nhiều thành ít bởi tâm vọng nhiều. Tâm mình nó còn động quá. Hằng ngày quét rác trong tâm, tưởng rằng đã sạch, âm thầm mừng vui. Bỗng cơn gió nhẹ ghé chơi, ôi thôi rác lại tơi bời như xưa. Nhìn xuống thấy tưởng ổn lắm á, trong một màu lam nhẹ nhàng thanh thoát thanh tịnh. Một cơn gió nhẹ thổi qua thôi thì biết tam bành lục tặc ở đâu nó sừng sừng nó nổi lên rồi. Cho nên mình phải vào chùa. Lý do thì hôm nay quý vị mới vào đây nè. Nếu mà nói mà tu thì ở đâu tu cũng được, đúng không? Tu chùa, tu chợ, tu nhà, tu đâu cũng được, miễn là có tu. Khi tu thì phải ra tu, mắt tai miệng lưỡi công phu hàng ngày. Đó, thì ở nhà cũng được, nhưng mình đâu làm được. Mình ở nhà không được, cho nên mình ở nhà thì chúng tôi nói thiệt xin lỗi quý vị, ở nhà là phải bon chen thôi. Chỉ vào chùa mới là buông bỏ. Ở nhà thì mình cũng quýnh tiếng chuông vậy mà mình nghe không ra cái chữ buông đâu. Quýnh vô mình nghe cái chữ bon không à. Thêm cái chảo với cái nồi với chen nữa, cái bon chen, sân si thôi. Còn mình vào chùa thì mình nghe cái tiếng chuông của thầy nãy quýnh cái buông, cái mình nghĩ nó buông nó nhẹ không? Rồi nghe thầy tụng kinh gõ tiếng mõ, cái mình nghe chữ bỏ nhẹ không? Đó, mình vào chùa thì mới có được cái chữ buông, nghe tiếng chuông mới nghĩ được chữ buông được. Rồi bỏ nhẹ. Còn về nhà quýnh thử đi biết. Ở trên mà gõ tiếng bon, cái dưới đứa con nó gõ cái chen ở dưới liền. Bon chen. Cho nên nó mới có cái bài hát, tất cả nó có cái nhân duyên hết trơn chứ không phải không có. Nó có cái bài hát là vào chùa nghe mõ nghe chuông. Chứ không có ai nói về nhà nghe mõ nghe chuông đúng không? Bây giờ có nghe người ta nói về nhà nghe mõ chuông có, mà chỉ có vào chùa nghe mõ nghe chuông. Sẵn đây tặng cho quý vị bài hát luôn. Vào chùa có mò có chuồng, khen ai khéo thinh, ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê. Làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoát, ô mê tình 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 tâm, ô mê đi tìm chẳng có nơi mồ, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng mà hay buồn hay giận, ô con hãy nghe chuông, nghe chuông sẽ hết ưu phiền, con nhớ nghe con duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Hai ba, dâu chùa có mò có chuồng, khen ai khéo thính, ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê. Làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoáng, ô mê tình 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 tâm, ô mê đi tìm chẳng có nơi mồ, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng mà hay buồn hay giận, ô con hãy nghe chuông, nghe chuông sẽ hết ưu phiền, con nhớ nghe con duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Đúng không vậy quý vị? Vô chùa mới nghe chữ buông được, mới nghe chữ bỏ được.
Cõi nhà nghe chữ gì? Bon chen. Quý vị có mặc áo tràng mà lên trên chỗ thờ Phật mà gõ tiếng chuông, mà vừa gõ bon bon lại với ông chồng ông đói bụng là ông lấy cái nồi ra ông gõ chen chen liền. Hoặc đứa con nó lấy cái nồi ra nó mẹ ơi nấu cơm chen chen. Vô đây thấy phước báo không? Chút xíu nữa xuống ăn cơm có người nấu cho ăn rồi. Phước của người tu đó quý vị, quả báo của sa môn hạnh đó. Chứ ở nhà mà nấu rồi ăn chứ ai nấu cho mình ăn, thấy không? Vào đây cái vừa niệm Phật, vừa được tu, trời, vừa được nghe pháp nữa, vừa được ăn nữa, mà thầy gọi muốn chết mới đi. Cho nên đó là mình đã có nhân duyên với Phật pháp rồi, phải ráng giữ cái nhân duyên này. Mình phải tu càng ngày càng tiến, đừng có lùi. Mình là cái dạng mà mới tu mình tưởng mình ngon, mà tu lâu mới biết mình còn quá ngu. Phật ơi, con vẫn ngồi tù ở trong năm dục mịt mù sắc thinh, thôi nay tìm lại chính mình, trả đời dạng sự lặng nhìn cõi tâm. Ai mới tu cũng tưởng ngon lành đó. Tu riết cái mạng nghi khởi lên. Tu mà không học là vô minh che lấp nha. Nhưng mà học không tu á nghe, chấp ngã càng cao á. Có lần chúng tôi nghe cái cô đó có tự xưng cổ ăn chay mười mấy năm. Cô vỗ ngực xưng tên, con ăn chay mười mấy năm rồi đó thầy. Chúng tôi quay qua nói trời ơi, mới có một bụng rau cải mà cỡ đó rồi, mốt thành Phật ai chịu nổi. Mới ăn có một bụng rau cải thôi là thấy, tức là học mà không tu chấp ngã nó càng cao lên. Cho nên tu thì càng ngày càng phải tiến bộ, tu càng ngày càng cao lên. Từ cái thấy nhân quả xong phải thấy luôn cái tam tướng này cho nó nhẹ nhàng. Thì kính thưa quý vị, hôm nay thời gian đã đúng một tiếng đồng hồ. Theo cái chương trình thì chúng ta chỉ nghe pháp một giờ đồng hồ thôi, vì cái thời lượng đó nó xứng với cái sức khỏe, với cái sự ngồi xếp bằng của chúng ta như thế này nè. Một giờ đồng hồ là đủ. Cho nên chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Trước khi dứt lời, chúng tôi phép chúng tôi nói lại cái nội dung đó. Hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một cái bài giảng có cái tựa đề rất là rộng và khái quát, đó là gì? Khổ đau và hạnh phúc. Nhưng mà chúng tôi muốn quý vị nhận thức được rằng là chúng ta thấy trên cái phương diện tục đế thì rõ ràng có cái niềm vui và nỗi buồn. Nhưng mà chúng ta nhìn trên phương diện chân đế thì sao? Thì hai cái đều là một, phải có vui thì phải có buồn, đó là nguyên lý đối đãi. Có sướng có khổ vô thường người ơi. Cho nên mình thấy nó là một rồi thì mình sẽ không còn chọn lựa cái hạnh phúc để mình không sợ cái khổ đau nữa. Vì mình không thấy như vậy cho nên mình cứ tối ngày mình mong mình hạnh phúc. Hiểu ý chúng tôi không? Tức là khi mình chưa biết đạo mình mong cái quả lành không, mà mong tối ngày được hạnh phúc không à. Đừng bao giờ khổ đau. Làm cái gì mà ai nói cô làm đi phát tài phát lộc được hạnh phúc là mình mê là mình làm à. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi thì trong cái hạnh phúc nó sẽ có cái khổ đau. Chúng tôi nói rồi, hạnh phúc thì ẩn nước mắt nha, khổ đau thì ẩn nụ cười. Quý vị có thấy vui đó rồi khóc đó không? Có. Niềm hạnh phúc đó rồi khổ đau đó không? Có. Nó rõ ràng. Vì hai cái này nó phải có mặt cùng một lượt thì mình mới thấy. Nếu mà không có khổ đau thì làm gì cho sao chúng ta thấy hạnh phúc? Nếu trên đời này mà mình cứ nói là không có khổ đau thì chắc chắn mình không. Vì vậy mà chúng tôi có một câu nói rằng là tu không phải hết khổ nha. Hết khổ lấy gì tu? Thấy khổ mà tâm không động đó, đó mới là công phu. Mình cứ tối ngày mình cứ chạy trốn khổ đau, mà tránh vỏ dưa thì gặp vỏ chỗ vừa. Cái bến này khổ quá thì kiếm cái bến khác, chỗ nhiều khi nó còn khổ hơn nữa. Thấy không? Chỗ này buồn quá chạy qua kiếm chỗ khác vui. Nhưng mà vui được bao lâu? Cái gì hỏi coi cái cuộc đời này vui được bao lâu rồi cái buồn nó tới nữa. Không tin chúng tôi bây giờ nói là Bà Nà Hiêu phải không? Khí hậu tuyệt vời phải không? Cảnh quan có 102 phải không? Lên tránh đi 3 ngày à. Ngày thứ 4 là về à. Má không được con về, con cắn lửa con chết à. Ngán quá.
lên Bà Nành Hiêu ở đi, ở trên 3 ngày đi rồi biết. Thôi về à, con thấm câu sư nói rồi, ra đi tức thị trở về má ơi, thôi về nhà đi má, cho ở nữa không chịu nổi. Ngày thứ tư nó buồn quá trời buồn, nó hết thấy vui rồi. Nó lúc đó không, mà mới lên đó nha quý vị, mà đi lên Bà Nài Hiêu mà quý vị cái tâm trạng mà đi lên á, rồi mình dừng xe lại, mình bấm kiến xuống, mình hỏi cái ông mà kế bên á, ủa sao về vậy, ông nó ngán quá rồi. Cái ông mình đi về á, cái ông mà ông chạy về, mình này chạy lên, cái tâm trạng mà chạy lên thì mình nôn nức mình vui. Nhưng mà cái ông chạy về á, hỏi ông coi sao vậy, ông nó ngán rồi, ở ba bữa nay ngán rồi, thôi về không ở nữa. Cho nên có vui thì phải có buồn, đó là cái nguyên lý pháp đối đại. Cho nên mình nhận thức được cái vậy thì mình sẽ không có chạy trốn khổ đau nữa, mà mình phải nhận diện nó để liễu tri nó. Cho nên đến với mình là một cách theo quy luật nhân quả, nó rõ ràng. Và từ cái đó mình mới sẽ không còn khổ đau, thấy được nó là không còn khổ đau. Thì hôm nay là mục đích của tôi giảng cái bài giảng nó như vậy. Trước khi dứt lời, thấy quý vị ở đây rất là dễ thương. Nghe thầy Thượng Tọa trụ trì nói là hôm nay thứ hai mà ngưng sinh hoạt vì dịch đã 2 năm rồi mới tổ chức trở lại khóa tu, mà Phật tử về đông đảo quá. Thượng Tọa trụ trì rất là mừng, quý vị cho một tràng vỗ tay. Sự hiện diện của quý vị là góp thêm phần công đức mới đúng đó, chứ không phải góp thêm phần hao tốn nha. Sự hiện diện của mình là góp thêm cái phần công đức cho cái khóa tu được thành tựu.